Hello hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Hiên My đây. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một dòng foundation của Etude House. Đây là dòng Double Lasting Serum Foundation. Đây, cái mùi của cái dòng này thì cực kỳ là dễ chịu và rất là thơm. Thì sau đây các bạn hãy cùng bắt đầu xem video của mình để xem là tại sao mình lại nói dòng foundation này cực kỳ tốt, cực kỳ che phủ, cực kỳ thơm. A few moments later. One hour later. Và đây là makeup của mình. Khi mình sử dụng với foundation của Etude House thì bây giờ mình sẽ đi chơi và mình đi ăn cùng với bạn của mình, và sau đó mình sẽ review cho các bạn về độ lâu trôi, giữ màu, giữ nền có bị đổ dầu hoặc là lâu trôi của em này nó sẽ như thế nào. Thì hiện tại bây giờ là đã là 12 giờ rưỡi trưa rồi, thì mình sẽ đi tầm tới buổi chiều thì sẽ coi là cái dòng này, cái kem nền này nó có giữ được tông da trên mình hay không, hay là nó sẽ bị xỉn màu đi. Thì bây giờ mình sẽ đi chơi và hẹn gặp lại các bạn vào chiều nay. Bây giờ là đã 2 tiếng trôi qua rồi và lớp nền vẫn còn rất là sét trên mặt. Đây, vẫn chưa thấy có dấu hiệu của đổ dầu, mặc dù mình đi mình có bịt khẩu trang nhưng mà vẫn không thấy đổ dầu. Đợi thêm vài tiếng nữa xem sao. Hello, mình đã trở lại rồi đây. Bây giờ là đã 6 giờ tối rồi, thì mình sẽ cho các bạn xem lại cái lớp mình hồi sáng mình đánh và tới bây giờ nó đã như thế nào, để cho các bạn thấy được độ giữ màu của độ bền của kem nền này nó thực sự ra sao. Thì bây giờ mình sẽ zoom lại cho các bạn coi là nó như thế nào. Thì cái độ che phủ của nó vẫn còn tốt, thì mặt của mình đã ra một ít dầu rồi, mặt mình có ra dầu, nhưng bình thường á mình xài những cái loại kem nền khác á thì nó sẽ tới cái kiểu mà mấy tiếng là bắt đầu nó sẽ móc cái kem nền lên, còn cái kem nền này mình cảm thấy nó không có móc, nó vẫn còn rất là mượt trên da của mình. Chỉ có những cái rãnh môi này nè thì nó sẽ hơi bị pha màu đi một tí tại vì mình đeo khẩu trang nhiều quá, nhưng mà nhìn chung tổng thể thì trên xuống dưới thì mặt vẫn đều màu và nó không có xuống màu xỉn màu quá nhiều. Nhưng thật nếu mà nói về chất lượng sản phẩm này thì mình sẽ cho 4.5/5 với giá thành không quá là mắc. Các bạn học sinh sinh viên có thể mua được, thì mình mua ở Thứ Sách King Food đó là chỉ có 299.000 thôi, là nó đang sale. Thì mình thấy là với cái giá như vậy thì rất là ổn định. Mình mua rất là nhiều kem nền rồi, nhưng mà mình thật sự là nó phải nói là mình rất thích cái loại kem nền này. Nó cảm giác cho mình là tới bây giờ mình nhìn vô gương mình thấy cái lớp mình nó vẫn rất là đẹp, nó chỉ bị mất 2 bên mày thôi. Tại vì mình hôm nay mình đi nắng, mình đi trưa rất là nhiều, hầu hết makeup của mình nó vẫn còn y nguyên không kém gì hết. Mà mặc dù mình đã đi rất là nhiều, mình đi ngoài nắng là mình còn phải mình cứ bị khẩu trang này nọ rồi mồ hôi này rất là nhiều, nhưng mà thật sự là lớp nền này quá hoàn hảo, quá tốt. Mình recommend các bạn nên mua lại kem nền này.
10 con gái nào cũng nên có lại kem đánh lại cho bản thân. Nếu bạn thấy video này hay và nếu bạn thích video này thì hãy like và subscribe cho kênh channel của mình nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong một video mới. Xin chào.